chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece Chess Channel Shonen Action. Tuần này chúng ta đã bị hoãn chap 1014, vì vậy phải đến tuần sau chúng ta mới có thêm những thông tin về spoiler chap mới. Vì vậy bây giờ hãy cùng mình xăm soi và phân tích các chi tiết mà chúng ta đã bỏ qua nhé. Hiện tại kể từ khi Liên minh Ruffy bắt đầu lên đảo Onigashima để khai chiến trận chiến tổng lực thì tính ra có 2 lần các chiến binh tấn công tổng lực vào Kaido trong One Piece. Mặc dù lần thứ hai đã thành công khi buộc Kaido phải bộc lộ sức mạnh, nhưng cuối cùng tổng kết lại thì cả 2 lần các chiến binh phe Ruffy đều gặp thất bại. Thứ nhất, lần tấn công thứ nhất và thứ hai là của ai? Trong lần đầu tiên chiến đấu với Kaido là trận chiến tổng lực của nhóm Cửu Hoàng Bao. Những samurai này đã chiến đấu rất tốt khi bất ngờ đâm thẳng vào Kaido, khiến ông ta bị thương không hề nhẹ. Nhưng khi lôi cả đám lên sân thượng, trận chiến mới thực sự bắt đầu. Nhóm Cửu Hoàng Bao nhiều người có Ryuwo, nhưng điều đáng tiếc là không ai trong nhóm Cửu Hoàng Bao có thể phủ Haki Báo Vương vào các đòn tấn công. Vì vậy, những vết thương của họ chém rách ra, không thể gây trọng thương cho Kaido được. Trong lần tấn công thứ hai, thì nhóm Sư Tư Tinh thế hệ tồi tệ nhất đã ở trên sân thượng để gây chiến với Kaido và Big Mom. Và đợt tấn công thứ hai này, hai người mạnh nhất hiện tại trong băng mũ rơm là Ruffy và Zoro đều đã lĩnh ngộ ra cách phủ Haki Báo Vương vào đòn tấn công. Điều này gây ra khó khăn không nhỏ cho Kaido. Đáng tiếc là cuối cùng đợt tấn công thứ hai này cũng không chiến thắng được Kaido, và việc tốt nhất họ có thể làm là tách Kaido và Big Mom ra, đồng thời làm tổn thương Kaido khá nhiều. Thứ hai, ai sẽ là phù hợp với đợt tấn công Kaido thứ ba? Đợt tấn công thứ hai và Kaido bao gồm Law, Zoro, Ruffy, Kid và Killer, nhưng họ đã thất bại và hầu hết đã bị thương rất nặng. Như Zoro thì đang phải bó bột trong kén và được Sanji vác đi đến sảnh sân khấu. Ruffy thì bị Kaido đánh văng rơi khỏi đảo Onigashima, còn những người khác thì đã rút lui khỏi sân thượng. Chính vì vậy, những người có thể tham gia vào đợt tấn công thứ ba vào Kaido phải là những người chưa từng đối mặt với ông ta. Mình nghĩ rằng những ứng cử viên phù hợp sẽ là Yamato, Marco, Jinbei, Sanji và Ikrek. Trong số 5 người này, Yamato đang trên đường đi đến sân thượng, trong khi đó Jinbei đang bận chiến đấu với Hutsu, Marco và Ikrek thì dường như vẫn đang ở trong khu vực sân khấu, còn Sanji cũng đang tiến về phía sân khấu vác theo Zoro. Họ đều là những chiến binh cứng rắn và họ vẫn chưa thử đối mặt với Kaido. Họ có thể giành chiến thắng hay không? Khả năng là không, bởi vì không có nhân vật nào trong số 5 nhân vật này có Haki Báo Vương cả. Những người nhiều khả năng có Haki Báo Vương nhất là Yamato và Marco, nhưng một lần nữa, họ vẫn chưa bộc lộ dấu hiệu sở hữu loại Haki đặc biệt này. Mặc dù vậy, mình nghi ngờ rằng nếu có đợt thứ 3 tấn công Kaido thì mục tiêu có thể không phải là chiến thắng. Họ sẽ tập trung vào việc giữ chân Kaido cho đến khi Ruffy hồi sức và có thể trở lại trận chiến. Trong trường hợp đó, Marco, Jinbei, Sanji, Ikrek và Yamato đều phải đủ cứng rắn để câu giờ. Tất nhiên, nếu họ bị dính đòn tấn công của Kaido được phủ lớp Haki Báo Vương thì khả năng phòng thủ của người cá, bộ đồ Red Sui và sức mạnh của hệ Doan cổ đại vẫn vô dụng. Bây giờ, sau khi đánh bay Ruffy ra khỏi đảo Oni, Kaido sẽ làm gì khi chỉ còn lại một mình trên mái nhà? Trong trường hợp Yamato có thể kịp thời lên được mái nhà, sẽ rất hấp dẫn nếu Yamato có thể một chọi một với cha mình cho đến khi có thêm sự trợ giúp. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, thì Kaido có thể sẽ nhảy lại từ trên mái nhà xuống để chăm sóc những kẻ thù còn lại. Nếu đúng như vậy, tất cả chiến binh đang có mặt tại sảnh sân khấu sẽ phải cố gắng kìm hãm Kaido. Sức mạnh hiện tại của Kaido. Mình nghĩ rằng để hạ gục Kaido thì không thể trong một trận chiến một chọi một. Ruffy đã từng thử, song cũng đã thất bại thảm hại trong cả 2 lần đụng độ. Kể từ khi học được Haki vũ trang cao cấp và cách phủ Haki Báo Vương lên đòn tấn công, thì đều không thể chiến thắng Kaido. Ngay cả khi bắt đầu chap 1012, Momo đã cảm nhận được trên sân thượng chỉ còn 2 giọng nói và Yamato nhận ra rằng Ruffy đang chống lại Kaido trong trận chiến một chọi một. Chính vì vậy, Yamato cảm thấy tình hình Ruffy đang rất nguy hiểm. Khi biết Ruffy đang đấu solo với Kaido, Yamato biết rằng mình phải nhanh chóng lên sân thượng để giúp Ruffy. Khi còn nhỏ, dường như Yamato hiểu rõ nhất rằng cha của mình rất khó để bị đánh bại trong trận chiến một chọi một. Thậm chí mình nghi ngờ rằng Yamato đã biết những tên mạnh hơn Ruffy nhưng vẫn không thể đánh bại cha mình khi một chọi một. Đó là lý do tại sao Yamato rất lo lắng. Thật không may, Yamato đã lên mái nhà muộn. Sau làn sóng tấn công Kaido của các Sư Tư Tinh, tổng kết lại thì Kaido đã nhận một đòn tấn công phủ Haki Báo Vương mạnh mẽ từ Zoro và sau đó là Ruffy. Điều đó có nghĩa là Kaido đang suy sụp. Không hẳn vậy, trên thực tế rằng Zoro và Ruffy đã gục ngã. Kaido có thể phủ lên đòn tấn công Haki Báo Vương rất mạnh. Vì vậy, đối với Kaido, ông ta chỉ cần một khoảnh khắc kẻ thù của mình lơ là cảnh giác để kết thúc cuộc chiến. Ngay cả Kozuki Oden cũng thua vì mất cảnh giác trong một khoảnh khắc. Trong khi đó, Kaido vẫn có thể tiếp tục mạnh lên dù đã bị tấn công dữ dội. Cho đến nay, các nhân vật có Haki Báo Vương vẫn còn tương đối ít. Vì vậy, những người có thể gây thương tích cho Kaido hiện nay chỉ có Ruffy, Zoro, Big Mom và may ra thì thêm cả Kid. Nhưng hiện tại Ruffy, Zoro thì bị thương nặng, Kid thì chưa khám phá ra cách phủ Haki Báo Vương, Big Mom thì đang là đồng minh của Kaido. Vì vậy, không ai có thể chiến đấu solo với Kaido được. Nên mình nghĩ rằng trong lần tấn công quyết định sẽ là trận chiến tổng lực của tất cả liên minh sau khi giải quyết xong những tên thuộc hạ cấp dưới băng bách thú. Kaido sẽ có thể bị hạ gục khi bị đánh hội đồng.
Trên đây là tình hình sức mạnh của Kaido. Bạn nghĩ có còn cơ hội hạ gục Kaido không? Thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn. Và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.